Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng ngày hôm nay, ngày 14 tháng 5 năm 2021, sau những phiên giảm khiến dân buôn buồn bã, thì tới thời điểm này, giá vàng quay đầu phục hồi, nhà đầu tư bớt phần nào lo lắng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, ngày 14 tháng 5 năm 2021, được phát trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần tiếp theo là bảng giá vàng trong nước được cập nhật cuối ngày hôm nay, ngày 14 tháng 5 năm 2021. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy giá vàng đã quay đầu hồi phục sau phiên giảm mạnh. Vào thời điểm 8 giờ 45 phút theo giờ Việt Nam trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay, giá vàng thế giới đứng ở ngưỡng 1823 USD trên một ao, tăng 1 USD trên ao so với cùng giờ sáng ngày hôm qua. Sau một phiên giảm mạnh xuống vùng giá 1808 USD trên ao, kim loại quý đã quay trở lại đà tăng giá. Giá vàng phục hồi khi chỉ số USD suy yếu và lực mua vào kim loại quý tăng lên khi giá giảm về mức thấp. Mới đây, theo báo cáo chỉ số giá sản xuất tháng 4 của Mỹ được công bố với mức tăng là 0,6% với tháng 3, cao gấp đôi so với mức dự báo là tăng 0,3%. Giới phân tích cho rằng nền kinh tế Hoa Kỳ và các nền kinh tế lớn khác sẽ phải đối mặt với áp lực lạm phát không mong muốn tại một số thời điểm trong thời gian tới. Đây sẽ là yếu tố thúc đẩy cho kim loại quý này tăng giá. Tuy nhiên, công bố về thị trường lao động khá tích cực từ Mỹ đã kìm hãm đà tăng của kim loại quý. Theo Bộ Lao động Mỹ, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần giảm mạnh xuống chỉ còn 473.000 đơn, thấp hơn so với mức 507.000 trường hợp trong tuần trước đó và cao hơn so với mức dự báo là 487.000 đơn. Mặc dù vàng giảm giá, nhiều dự báo cho rằng đà suy giảm chỉ là tạm thời bởi lạm phát của Mỹ đã có dấu hiệu gia tăng, trong khi Fed cũng không dễ quyết định tăng lãi suất cơ bản trong ngắn hạn bởi vẫn phải duy trì đà phục hồi nền kinh tế. Những thông tin này chúng tôi đã cung cấp ở một số những bản tin trước đó. Theo một số nhà phân tích thị trường, sự bứt phá gần đây của thị trường vàng trên vùng 1.800 USD trên một ounce có thể là khởi đầu cho một động thái quan trọng hơn trong nửa cuối năm nay và có thể đẩy giá vàng lên vùng 2.000 USD. Quý vị và các bạn thân mến, quay sang với một số thông tin tại thị trường vàng trong nước. Tại thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch trưa ngày hôm nay, giá vàng tại thị trường vàng trong nước đồng loạt đảo chiều tăng trở lại từ 40 cho đến 150.000 đồng trên lượng tại nhiều nơi trong phiên giao dịch trưa ngày hôm nay, ngày 14 tháng 5. Ở thời điểm trưa nay, trưa 14 tháng 5, vàng SJC giao dịch quanh ngưỡng 56,07 cho tới 56,17 triệu đồng trên lượng ở chiều bán ra. Cụ thể, tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, vàng SJC đảo chiều tăng 100.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra trong phiên giao dịch trưa ngày hôm nay, cụ thể là lúc 12 giờ trưa nay. Tại tập đoàn Doji ở chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cũng như Phú Quý và Mỹ Hồng, giá vàng SJC cùng tăng 80.000 đồng trên lượng ở chiều bán, còn chiều mua vào tăng trong khoảng từ 70 cho tới 130.000 đồng trên lượng. Còn tại vàng bạc đá quý Phú Nhuận, giá vàng đồng loạt quay đầu tăng 50.000 đồng trên lượng theo cả hai chiều mua vào và bán ra so với mức giá ghi nhận cùng thời điểm ngày hôm qua, ngày 13 tháng 5. Tiếp theo, cùng thời điểm trưa nay, giá vàng 24K ở một số hệ thống bất ngờ tăng trở lại trong phạm vi từ 50.000 cho đến 150.000 đồng trên lượng, đồng loạt tại các hệ thống kinh doanh. Trong đó, vàng bạc đá quý Sài Gòn, hệ thống P&G và Mỹ Hồng, vàng 24K đồng loạt điều chỉnh tăng 50.000 đồng trên lượng cho cả hai chiều mua vào và bán ra. Tại tập đoàn Doji và Bảo Tín Minh Châu, vàng nữ trang loại 24K cùng tăng 100.000 đồng trên lượng. Ở chiều bán, còn chiều mua vào tăng lần lượt là 150.000 đồng trên lượng và 100.000 đồng trên lượng. Còn đối với loại vàng nữ trang 18K, đồng loạt quay đầu tăng từ 40.000 đến 80.000 đồng trên lượng theo cả hai hướng mua vào và bán ra tại khắp các hệ thống kinh doanh. Để quý vị và các bạn nắm rõ hơn về thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng bước vào bảng giá vàng chi tiết được cập nhật mới nhất trong ngày giao dịch hôm nay, cụ thể là cuối ngày hôm nay ngày 14 tháng 5 năm 2021. Tới phiên giao dịch cuối ngày hôm nay, giá vàng SJC tại thị trường vàng trong nước cũng như các loại vàng nữ trang khác quay đầu tăng mạnh. Với vàng SJC thì dao động tăng trong khoảng từ 150.000 cho tới 180.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Còn với loại vàng nữ trang khác và vàng 4 số 9 thì dao động tăng trong khoảng từ 104.000 cho tới 250.000 đồng trên lượng. Cụ thể,
Với vàng SJC tại các tổ chức lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho tới 10 lượng, chiều mua vào là 5.590.000, bán ra 5.625.000, tăng 180.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. SJC Hà Nội, chiều mua vào là 5.590.000, bán ra 5.627.000, tăng 180.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Doji Hồ Chí Minh, chiều mua vào là 5.590.000, bán ra 5.620.000, tăng 150.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Doji Hà Nội, chiều mua vào là 5.585.000, chiều bán ra là 5.625.000, tăng 150.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Tại hệ thống PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội, tăng 180.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 170.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Hiện tại niêm yết giao dịch ở ngưỡng 5.588.000 ở chiều mua vào và với chiều bán ra là 5.622.000. Với Phú Quý SJC, chiều mua vào là 5.592.000, bán ra 5.624.000, tăng 150.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 170.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Đầu tiên là ngân hàng Exim Bank, chiều mua vào là 5.598.000, bán ra 5.618.000, tăng 230.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Ngân hàng ACB, chiều mua vào là 5.590.000, bán ra 5.610.000, tăng 150.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua và chiều bán ra. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. Giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố cuối phiên này tăng 180.000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua vào và bán ra. Đầu tiên với SJC Đà Nẵng, chiều mua vào là 5.590.000, bán ra 5.627.000. SJC Nha Trang, chiều mua vào là 5.590.000, bán ra 5.627.000. SJC Cà Mau, mua vào 5.590.000, bán ra 5.627.000. SJC Bình Phước, chiều mua vào là 5.588.000, bán ra 5.627.000. SJC Huế, chiều mua vào là 5.587.000, bán ra là 5.628.000. SJC Biên Hòa, chiều mua vào là 5.590.000, bán ra 5.625.000. SJC Miền Tây, mua vào 5.590.000, bán ra 5.625.000. SJC Quảng Ngãi, chiều mua vào 5.590.000, bán ra 5.625.000. SJC Long Xuyên, chiều mua vào là 5.592.000, bán ra 5.630.000. Tiếp theo là giá vàng 4 số 9 và vàng nữ trang SJC. Trong phiên cuối ngày hôm nay, giá vàng 4 số 9 và vàng nữ trang SJC quay đầu tăng khá mạnh, dao động từ 125.000 cho đến 300.000 đồng trên lượng. Cụ thể với nhẫn 4 số 9 từ 1 cho tới 5 chỉ, tăng 300.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua và chiều bán, đang niêm yết ở ngưỡng 5.205.000 ở chiều mua vào và 5.265.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra. Vàng nữ trang 4 số 9 mua vào 5.165.000, bán ra 5.235.000, tăng 300.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 24K mua vào 5.083.2000, bán ra 5.183.2000, tăng 297.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Vàng 18K mua vào là 3.741.6000, bán ra 3.941.6000, tăng 225.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 14K mua vào là 2.867.3000, bán ra 3.067.3000, tăng 175.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 10K mua vào là 1.998.2000, bán ra 2.198.2000, tăng 125.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Vị và các bạn thân mến, theo nhận định của giới chuyên gia, giá vàng đột ngột đi lên trong bối cảnh USD suy yếu và các nhà đầu tư tăng sức mua vàng. Cùng với đó, các chuyên gia cũng cho rằng hiện vàng vẫn chưa chứng kiến những ngày tốt nhất của nó trong năm nay. Kỳ vọng trong nửa cuối năm 2021 sẽ thú vị hơn nhiều. Thị trường vàng dường như làm ngơ với các số liệu kinh tế khả quan từ Mỹ. Ví dụ như là số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở mức 473.000 đơn, thấp hơn so với dự báo của các chuyên gia. Inflating là 490.000 đơn, số liệu tuần trước được điều chỉnh giảm về 507.000 đơn. Yếu tố thứ hai, chỉ số giá sản xuất tháng 4 tăng 0.6% hàng tháng và 6.2% hàng năm, tốt hơn dự báo của Inflating nhiều. Trong phiên ngày 13 tháng 5, quỹ tín thác vàng lớn nhất toàn cầu SPDR bán 0.87 tấn vàng. Sau nhiều phiên án binh bất động, lượng vàng của quỹ này hiện ở mức 1.024,28 tấn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi thông tin giá vàng trong nước cũng như trên thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tiếp theo. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.